Mời nhà gái. Rồi, chào em, mời em ngồi. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Thì chào bạn nữ bên kia và quý vị khán giả hôm nay trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hữu Đức, năm nay 36 tuổi. Thì hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức làm gì? Em làm khu công nghệ cao, bên đóng gói, đóng hàng. À, làm kỹ thuật đóng gói vậy kìa đó hả? Dạ. Là ngồi cứ cái sản phẩm ra đóng gói vậy đó. Dạ. À. Rồi, chào Đức nha. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh. Em chào quý vị khán giả, em chào nhà trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương, em sinh năm 1993. Em hiện đang buôn bán quần áo ngoài trời đêm Tân Đức ạ. Là bán ban đêm, ban ngày không bán em hả? Dạ, ban ngày cũng có ạ. Bán luôn đêm ngày luôn hả? Dạ. Trời, vậy rồi chợ sao? Đó nó tên là chợ đêm thôi, chứ không phải là nó chỉ hoạt động ban đêm. À, phải rõ ràng, tụi nó bán ngày bán đêm mà thời gian đâu yêu đương. Ưu điểm của Đức là gì? Thì ưu điểm của em là biết nấu ăn và dọn dẹp trong nhà, là phụ giúp vợ trong gia đình. Phụ giúp vợ hả? Dạ. Biết trước tương lai là giúp vợ rồi, đúng không? Dạ. Chưa gì hết trơn mà bà mối chấm rồi đó nha. Ừ. Thì công việc của em có thể là em biết lái xe, rồi với lại em biết làm ba cái hàng điện luôn, rồi làm xưởng gỗ luôn. Vậy đó hả? Làm điện này kia biết luôn, điện gia dụng á ha. Dạ. Trời ơi, giỏi vậy trời. Thì có biết đưa tiền cho vợ không? Cái đó đặc biệt là em biết đi làm bao nhiêu em đưa tiền cho vợ đó. Trời ơi, ổng chưa có vợ nghe mà ổng tính hết rồi nghe. Nghề gì không quan trọng bằng nghề đưa tiền cho vợ. Em thì em biết ví dụ mà làm tháng 8 triệu đưa vợ 7 triệu thì em giữ 1 triệu thôi, giữ 500 thôi. Ê, không được, tao giữ 1 triệu là đủ rồi. Trời ơi, giữ 500 thôi rồi sáng tao pha cà phê cho mang đi làm, nấu cơm nhà cho mang đem đi. Thôi mấy cô vừa phải thôi, mấy cô được voi đòi tiền. Đúng, 8 triệu, dính 7 triệu nữa. Mất điểm. Không có mất điểm, tôi thấy điểm nó điểm cộng á. Mới gì không lại đưa hết hả? Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là hay ngủ nướng thôi chứ không có gì hết. Không sao, có vợ đi đố em ngủ nướng được. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì lanh lẹ, vui vẻ và lại hoa đông, việc nấu ăn nữa. Còn khuyết điểm của em thì em hay nóng tính nên nói nhiều á. Vui vẻ hòa đồng là phải nói nhiều thôi, không sao hết trơn. Em trai, ví dụ em vừa nấu ăn mà vợ em vừa nói mà vừa nóng nữa, em thấy sao? Thì em nhịn thôi. Thì em nhịn thôi chứ đâu biết nói gì. Trời ơi, nó dễ dữ hết rồi. Thôi được, chào em gái. Dạ, em chào anh. Được không? Thấy nhà trai tôi được không? Dạ, cũng được. Trời, quá quá được chứ gì cũng quá được. Được luôn á. Chiều vợ, thương vợ, yêu vợ, nhường nhịn vợ. Cái đó là 10 điểm. 10 điểm. Ừ. Đường tình duyên em gái sao nè? Dạ, em đã ly hôn và có 2 đứa con trai ạ. À, lớn chưa? Dạ, đứa đầu sinh năm 2013, đứa sau 2016. Rồi ăn ở với ai? Dạ, một đứa ở với ba, con một đứa hiện đang ở với em ở dưới Long An ạ. Tức là hai mẹ con là lập nghiệp ở trong đây luôn? Dạ, em ở đi vô đây chỉ gần được 2 năm ạ. Là hai mẹ con vô, em dắt con vào luôn? Dạ. Thời gian đầu vào chắc cũng khó khăn lắm ha? Dạ, thì cũng khó khăn nhưng mà giờ cũng dần ổn định rồi. Bên kia thì cái hoàn cảnh gia đình vậy, còn em sao? Em thì cũng dễ à, nói chung là em không có ngại vấn đề có con hay không có con đúng không? Dạ. Còn đường tình duyên em sao? Đường tình duyên thì em cũng có một đời vợ. Dạ. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới vợ được mấy năm? 16 tháng. Trời ơi, lâu chưa? Dạ cũng nay cũng có 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà sao cưới 6 tháng chia tay sư vậy em? Dạ thì ở bên vợ cũng kiểu khó khăn. À, ở rể đó hả? Dạ. Dù đó cũng hiểu phần nào rồi ha. Thôi giờ mong muốn nhà gái kiếm người đúng yêu rồi. Thế nào? Mình nói về tương lai đi. Bây giờ em mong muốn có một người ở bên cạnh mình, tính cách như thế nào, ngoại hình như thế nào, nói cho chị Lan biết. Dạ, tính cách thì hiền chút, ngoại hình thì sao được vậy? Không, mình phải đòi hỏi em. Bây giờ ngoại hình sao nè, muốn cao mét mấy? Em chưa định ra cao mét mấy được nữa. Em cao nhiêu? Em cao 1m55. Rồi, cao hơn 1m55 là đẹp đôi nha, để chị qua chị coi. Dạ, chào nhà trai. Nhà trai tôi là đủ hiền chưa? Đủ hiền đó, nhìn mặt rất là hiền mà nãy giờ nghe chia sẻ cũng hiền. Cũng hiền luôn. Cao mét nhiêu? Em cao 1m60. Đó, được, hợp lý. Bên được. Đó 1m60, được. Bây giờ em có cái mẫu hình nào không? Cái mẫu hình nào mà mỗi tối mình nằm xuống mình nghĩ trời ước gì mình lấy được anh này. Bây giờ anh Quyền Linh đi. Bây giờ anh Quyền Linh đi. Quyền Linh. Con bé nó trả lời vậy đó. Ai vậy đó hả? Bé nó trả lời anh Quyền Linh.
Anh này anh hiền hơn Quyền Linh luôn á. Nói ít hơn Quyền Linh nhiều. Anh ốm hơn Quyền Linh. Thôi, bây giờ thì em trai. Đúng rồi. Nói cho bà mối nghe coi mẫu hình sao nè. Em thì đơn giản lắm, chứ em không có yêu cầu gì nhiều, miễn sao là biết quan tâm rồi anh đi làm ăn là được. Người ta bên biết làm ăn đó, người ta buôn bán ở chợ đó. Em có thích tóc tai như thế nào không? Tóc tai thì nói chung là để gọn gọn. Gọn, búi lên là được rồi đó. Nhưng mà giờ thích màu sắc không? Màu sắc thì phụ nữ thì nhiều khi người ta cũng hay nhuộm tóc, người ta cái chuyện cũng đó bình thường mà. Trời ơi, hay quá. Nhuộm trắng tươi được không? Cái đó không được. Bên kia có một quả đầu rất là ấn tượng. Ấn tượng đó. Dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà trai đi ai? Với bạn. Bạn kế bên anh nè. Dạ chào bạn. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chị Trung Lan. Thấy nhà gái làm sao nè? Dạ thấy bạn bên đây cũng được. Cũng hiền, cũng giống ngoài em. Cũng hiền luôn ạ. Hiền tới em quéo luôn á. Em mà quắn quéo, nãy giờ chị thấy em quắn quéo luôn á. À. Người bạn thân của mình á, ở nhà sao? Tính tình sao? Dạ hiền lắm. Hoạt động với anh em được. Thôi được. Có nhậu nhiều không anh? Bạn này cũng hiền nè. Bạn Đức không có nhậu đâu. Sợ nhiều khi hiền hơn nhà gái luôn á. Không quắn, không quét. Có bộ chưa? Dạ chưa. Muốn lên đây không? Dạ không. Nó ngồi dưới nó còn rung mà. Lên đây chắc nó rung dữ nữa. Dạ, mình hỏi nhà gái coi nhà gái đi ai. Dạ em đi về anh bạn công việc em ạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Dạ. Xin chào bạn trai cũng như người bạn đi cùng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em thì buôn bán cùng với Phương. Phương thì nó là gọi là một người là thẳng tính, chịu khó. Thì em nó thì vô đó làm ăn thì cũng có một số bạn trai là theo đuổi. Nhưng mà rồi là cũng do là đã có một qua một cái lần đò rồi. Thì bây giờ cũng có một cái kinh nghiệm, cho nên là quyết định đăng ký tới đây là để kiếm một cái mối quan hệ đi xa hơn, là cái phía chỗ với Phương. Còn bây giờ anh thấy như bạn bên này thì là cũng là hiền. Nếu như mà được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Hai người đã góp ý xong hết rồi, hai bên nghe ha. Bây giờ mở rào và nói chuyện nhau đi. Mở rào. Em chào anh. Chào em. Em vừa gọi một cô anh tặng. Cảm ơn. Rồi, hai bạn giao lưu với nhau, nói với nhau về cái cảm xúc lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau, nó có giống như trong tưởng tượng của mình hay không? Anh hỏi em trước đi. Thì lần đầu tiên thấy em thì anh cũng thích, cũng có cảm giác thương yêu em. Mới gặp là cảm giác thương yêu rồi đó. Thấy có thuận lợi rồi đó. Thấy nhà trai bên anh sao? Dạ em thấy thì cũng hiền. Hiền. Rồi, bây giờ đó hai đứa ở xa rồi đó. Giờ mình hẹn hò sao, mình nói đi em trai. Thì hiện tại là anh đang ở trọ ở khu Nghệ Cao quận 9. Thì không biết là ví dụ như cuối tuần thì anh chạy qua đó em đi, mình đi coi phim hay là... Dạ cái nghe của em cuối tuần là không được anh. Chỉ có đầu tuần hoặc là giữa tuần thôi. Đầu còn tuần. Cuối tuần tại vì em kinh doanh mà. Ăn nhau được có cuối tuần à. Dạ. Đầu tuần hoặc là giữa tuần cũng được. Tại vì cái chỗ làm của anh thì không tăng ca thì tầm khoảng về tầm khoảng 4-5 giờ chiều mà. Thì có thể là chạy qua để mình đi ăn đi uống hoặc được hay được. Xin em kinh doanh bên đây vô phụ bán luôn chứ hẹn hò đâu phải là đi riêng, thậm chí qua phụ bán luôn cũng được. Dạ. Em bán gì? Dạ em bán đồ nữ. Đồ nữ đó. Em trai có qua phụ bán được không? Dạ được. Đó thấy chưa? Cuối tuần ta rảnh ta qua ta phụ bán luôn. Thì anh cũng có biết bán kinh doanh với cái ốp lưng điện thoại. Biết bán. Vậy mà anh có tính gì kế hoạch cho tương lai không? Cũng là tính tương lai là mình có vốn thì mình làm ăn buôn bán. Ví dụ anh làm ăn mà may mắn mà có vốn thì vừa phụ bán quần áo cho em, nhưng mà anh có thể là bán ốp lưng điện thoại luôn. Ý là bán trong tương lai là vậy. Bán gần luôn đó. Em có thể là khi nào anh có thể bước tới được. Dạ chắc phải 2 năm trở lên nữa. 2 năm. Dạ ít nhất là phải 2 năm hơn nữa. Em thích con đầu lòng khoảng trai em gái 1 năm luôn. Dạ không? 2 năm trở lên. Dạ. Em làm cái gì là phải có kế hoạch cái đó. Bạn ấy có khát vọng là làm giàu đó. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ nè, thôi mình bước tới. Có thể đứng đây hát một bài nào đó. Hát cho bạn gái nghe đi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếp rơi, để chẳng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếp rơi, để anh biết em cần anh
Đêm mùa đông mà xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em câu khát, một giấc mơ, anh đã yêu em hơi người ơi. Bạn gái có thể hát bài nào đó tặng lại bạn trai? Nhưng em không biết hát, nhưng em chỉ biết làm thơ ạ. Em có thơ tặng anh. Khi say một chén cùng say, khi nên duyên nợ một ngày cũng nên. Dạ, có như vậy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn nha. Chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Anh biết bạn gái sẽ không bấm ngay từ đầu. Bạn gái là một người rất là cá tính. Dạ đúng rồi. Nhưng người ta nói đẹp trai không bằng trai mặt. Em cứ xin số điện thoại địa chỉ xuống phụ hoài luôn, trồng cây si cho anh, cái đó là được đó. Thật ra thì bạn trai, nếu mà bạn trai muốn chinh phục được cô gái này thì bạn trai phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vẫn còn cơ hội 2 năm nữa em. Dạ tại vì em đồ vào một lần rồi, bây giờ gió lần trước là em tìm hiểu không kỹ, bây giờ phải tìm hiểu cho kỹ. 2 năm đó theo anh không là vấn đề gì cả. Cứ rảnh chạy xuống dưới đây, nhà vô phụ buôn bán, hiểu không? Chúc xin xin ngồi luôn. Đúng rồi. Thôi, dù sao thì cũng chúc các bạn sẽ có sự gặp mặt ở đây, chúng ta sẽ là những người bạn, bắt tay nhau cái nào. Ok, đây. Dạ chào anh ạ. Dạ anh ơi, đây là alo chào. Dạ đây là một buổi casting của bạn muốn hẹn hò để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á anh. Cho nên là bây giờ anh cứ có thể giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, giới thiệu trước đúng không? Dạ, giới thiệu trước ạ. Rồi rồi, anh là Lương Quý Lộc. Anh cứ tự chia sẻ giúp em nha. Tại vì chủ yếu là lên á, MC họ chỉ hỏi câu hỏi thôi, còn chủ yếu là mình sẽ là người tự kể chuyện nha. Rồi. Ok thì anh là Lương Quý Lộc, sinh năm 93. Hiện anh là bác sĩ ngoại ở phòng tư nhân. Ở phòng khám tư nhân. Dạ. Em nói gì? Bác sĩ gì về cái gì ạ? Ồ, bác sĩ chuyên khoa ngoại. Dạ. Yeah. Anh ở đâu vậy? Anh ở quận Gò Vấp, đường Quang Trung Gò Vấp. Nhưng mà hiện anh đang sinh sống ở chỗ Bình Chánh để làm việc cho nó gần chỗ làm á. Dạ rồi. Mình là người quê gốc ở Sài Gòn luôn đúng không hả anh? Đúng rồi, anh hộ khẩu Sài Gòn. Dạ rồi, ok. Anh có thể giới thiệu giúp mình có mình là bác sĩ, vậy thì mình có cái tài lẻ nào không anh? À tài lẻ hả, thì anh chủ yếu là anh chủ yếu là tập trung công việc, được tập trung cao độ được. Chứ còn tài về văn vẽ rồi nhạc hát anh cũng không có. Anh hát cũng dở mà chủ yếu là tập hát ok với bạn hả? Hát thì cũng hát nhưng mà hát không hay. Chỉ có là hát vui thôi. Còn công việc thì anh tập trung công việc được. Rồi anh vui vẻ hòa đồng với mọi người. Rồi anh nói chung là anh tính tình hiền, dễ gần. Đó là cái điểm mạnh của anh đúng không? Điểm mạnh á? Đúng rồi, điểm mạnh. Rồi mình điểm yếu của anh là gì? Điểm yếu thì có thể do mình hiền quá nên dễ bị nói chung người ta bắt nạt. Nói chung là người ta kiểu như là hồi nhỏ thì bị bắt nạt, lớn lên thì chỉ bị chèn ép thôi. Rồi ngoài ra mình hơi vội vàng trong công việc. Nhiều khi mà tập trung quá mình có thể hơi vội, hơi nói chung là hơi hấp tấp trong công việc. Rồi ví dụ như á, mình gặp bạn nữ đi thì anh nghĩ là mình sẽ có một cái điểm gì đó để thu hút bạn nữ. Điểm à, có thể là anh vui này, thân thiện rồi dễ gần và chân thành. Chân thành là cả và cái thứ hai này là không quá nói chung là không quá nói chung là ăn diện đó, ăn bình dân bình thường. Rồi thấy anh có vẻ hiền ha, hòa đồng nữa, nhưng là chắc là mình trải qua nhiều mối tình rồi đúng không anh? Mới có một cách đây 3 năm rồi. Một mối tình.
Bao nhiêu năm anh? Cách đây 3 năm. Mà mối tình đó mình quen được bao lâu? Cũng khoảng 1 năm thôi. 1 năm rồi. Không, nói chung không hợp về tuổi tác á và hoàn cảnh cuộc sống nên nên chia tay. Không hợp về tuổi tác, hoàn cảnh cuộc sống. Hoàn cảnh cuộc sống của anh là anh có thể kể chi tiết giúp em về cái mà anh gặp cô ấy như thế nào rồi sao mình lại không hợp về cái hoàn cảnh cuộc sống nên sao em không hiểu rõ cho lắm. Tuổi tác thì hơn anh cũng nhiều. Cái thứ hai là tuổi sống của cổ thì có nhiều mối lo á, mà anh còn chưa có gia đình bao giờ, cổ thì đã có rồi nên nó cũng không có hợp. Tại vì hồi đó là mình cũng không, ba mẹ không biết đó, nên chắc chắn là ba mẹ không đồng ý. Nên sau một thời gian thì mình thấy quá nhiều, nói chung quá nhiều cái mà không có vượt qua được á, nên tự ngừng lại. À, là cổ hơn anh bao nhiêu tuổi? À, cũng hơn gần 2 bàn tay. 10 tuổi. Hơn 2 bàn tay. Đúng không? À, hơn nữa. 20 tuổi. Ồ, không phải dưới. Hơn 20 tuổi thì cổ đã có bao nhiêu đứa con? Thì có một người với cả có hai người. Có hai người thì còn anh thì chưa có bao giờ. Anh thì còn mới mà. Anh mới ra trường anh cũng còn bồng bột á. Còn cổ thì đã có hai đứa rồi nên ba mẹ cũng chưa biết mà, ba mẹ chưa biết. Tìm hiểu mới đầu cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, nhưng mà sau đó nhiều cái á nên chắc chắn không được nên tự dừng lại. Anh có thể nói giúp em về cái mà lý do mà sâu nhất là anh với cô ấy chia tay là do về cái gì, tính cách á hay là như thế nào, tiền bạc hay là sao ạ? Để em biết, em gặp bạn gái khác em né. Hoàn cảnh không? Ok, thứ nhất đó là anh muốn là bằng hoặc nhỏ hơn 1-2 tuổi. Nó hơn thì cũng được, nhưng mà hơn 1-2 tuổi thôi, đừng có hơn nhiều. Thứ hai đó là công việc á, thì là cũng là quê quán là cũng Sài Gòn, người Sài Gòn luôn, chứ không, anh không muốn người tỉnh. Ba mẹ anh không thích người tỉnh. Rồi ba mẹ không thích là ba mẹ không thích người tỉnh, tại vì thích ở trong Sài Gòn á, tại ba mẹ anh người Sài Gòn mà. Quê là Hà Nội, nhưng mà sinh sống vào là ở đây lâu rồi, ở đây là từ năm 20 tuổi rồi. Vì thế ba mẹ anh không muốn là, nói chung là có con dâu mà ở ngoài tỉnh á, ở trong Sài Gòn thôi. Ủa nhưng mà bây giờ là cưới vợ cho anh hay là cưới vợ cho ba mẹ anh? Tất nhiên cho anh rồi. Nhưng mà ý nói là hồi trước cũng quen một vài cô. Không, dù ai đâu cũng được mà. Sao lại phải hỏi chứ mẹ nhỉ? Không phải, tại vì không muốn xa quá. Ví dụ là Sài Gòn mà đi Trung Bắc nè, đó quá xa. Ở miền Tây được không? Tốt nhất nếu mà có đi. Được, thì được. Gần đây thì được. Miền Tây là họ được đúng không? Miền Tây là Bà Rịa, Vũng Tàu họ được đúng không? Rồi, vậy thì cái công tác anh mong muốn bạn gái của anh á, cho em một cái con số nhất định đi. Từ khoảng nhất định đi, bao nhiêu tuổi? Từ khoảng 91, hoặc là 93, hoặc 95, hoặc 2000. 91. Đấy là khoảng từ 20 mấy đến 36 không? Khoảng ít nhất là 32 đến 5, 22 mấy đến 32. 32 tới. Tới khoảng 20 hoặc 22 mấy đứa cũng được, 23 cũng được. Nếu mà đẹp nhất thì là 291 hoặc là 2000. Là 23 tới 32 tuổi đúng không? Ý anh là okay. Vậy đúng không? Rồi nghề nghiệp thì anh có quan trọng quá như thế nào không? Tốt nhất là có học đại học, dân trí thức chút. Có thể làm văn phòng hoặc là làm chuyên gia cũng được. Hoặc là nếu mà được thì cũng làm y tế. Được, văn phòng chuyên gia hoặc là y tế. Nói chung là có trình độ được rồi, có trình độ đại học được rồi.
Rồi, vậy thì bây giờ em hỏi ha, ví dụ như là cỡ tuổi đó thì anh có thể chấp nhận cô ấy đã kết hôn được không? Không được. Tại vì cái tuổi này giờ cũng khó lắm nha. Không, tại vì không cứ có thể từ 23 đến 30-35 được mà. Nói chung là cũng đông nhất thiết là cũng có nhiều người mà chưa có gia đình mà. Đâu phải cái tuổi này là có gia đình rồi đâu em. Ừ. Đúng không? Không muốn, không muốn là người có gia đình đúng không? Ừ, tại vì có gia đình. Ý mà họ đã kết hôn rồi nhưng mà họ được. không có con được không? Thì được, được. Ừ. Rồi anh còn ngoại hình thì sao ạ? À, ngoại hình thì ưa nhìn, cao khoảng 1m55 đến 1m75-1m70, ưa nhìn dễ thương, rồi tính tình thì trung thủy, biết kính. Kính viên dưới dưới. Anh cao bao nhiêu? Cao mẹ hơn. Anh cao à? Anh cao 1m69, nặng 70. Ok, rồi. À, anh cho em biết ha về cái thu nhập hiện tại của mình bây giờ là bao nhiêu ạ? Khoảng 10 đến 12. 10 đến 12 triệu rồi, ok. Vậy thì bây giờ ví dụ như bạn gái là làm lương 8 triệu là được đúng không? Ừ, 8 triệu đó, nếu mà chương này chịu khó thì cũng được. Ok, đây là một bộ, chỉ là một bộ casting thôi cho nên là có gì sẽ có một bài biên tập làm sâu nội dung của anh hơn ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, à có em có muốn lấy hình ảnh của anh không? Mà thôi khỏi cũng được. Dạ, để đợt sau, tại vì có một bài biên tập làm thì mới lấy anh.